Em đi lên mấy tiếng đồng hồ lận Phú? Hình như 3 tiếng mấy chị. Em có xe về chưa? Dạ tí em gọi về. Tình hình COVID với em sao rồi? Vậy em đâu có bị nhiều đâu chị. Vậy hả? Của em chỗ khu em không bị luôn sao? Ít người Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có Trảng Bom rồi Thống Nhất nó mới bị thôi, còn Tân Phú không bị sao? Bị vài ca rồi. Tụi em nhiều công nhân không? Dạ ở trên khu huyện ấy, còn em thì ở dưới chỗ xã thị trấn. Tụi nó nhiều công nhân lắm chị, nhiều. Coi cái điện thoại dùm chị nha Hạnh ơi. Ông mới nhắn cho chị Quyên nói có rap tới lấy nước dùm chị ơi. Cà phê sữa. Chị định đặt trà sữa cho mấy đứa mà nó chỉ có một ly khuyến mãi thôi. Tự nhiên uống trà sữa mà 36 ngàn. Một ly trà sữa 36 ngàn á? Gì mắc vậy? Tao khuyến mãi là 36 ngàn. Hồi nãy chị có mua cà phê pha nữa. Cà phê pha nữa là sao? Cà phê em hỏi chị Quyên đừng hỏi chị. Chắc chị mua cái máy pha cà phê luôn. Có
triệu mấy à? Là gì? Đúng rồi, sao mình không mua máy cà hai cà phê ta? Mình sẽ đỡ người thôi. Chị mua bao nhiêu thì một ký? 200 ngàn. Chị sẵn chị mua chung với cậu Đức. Mua cho cả cố dưới này, có ăn đâu mà mua cho lắm vô. Ăn được bữa ngán tới tận cổ rồi. Chị bởi vì ngán quá mới chuyển qua đạo Đức. Đi xem được mấy bữa. Ờ, mua cho cả đống dưới. Không ăn. Cái gì tết nhỉ, Huy nấu. Được không, Phú à? Được. Chắc có khách ở dưới hay sao mà nè. À, chắc lúc có chuyện tới rồi đó. Hạnh xuống ghế đi Hạnh, có ly trà sữa nữa. Lấy trà sữa ra chị dụ dỗ nó rồi. Chị lấy đi trà sữa ra dụ dỗ nó hả? Dễ gì dụ được đó. Gái đúng không?
anh lại cầm này. Qua cầm nè.
sữa thái đỏ. Cái gì? Không thấy chơi đâu, không chơi là mùi đâu hả?
Sao rồi Phú? Sao? Vẫn bình thường chứ? Dạ. Mấy tháng không quay lại rồi. Thấy phê phê rồi đúng không? Dạ. Nhiều quá mà. Hồi xưa của em nó không đỏ, đợt này nó còn đỏ nữa cơ. Biết bên YouTube hả? Tiền.
không thấy có màu mắt đâu. Nước mắt nó chảy quá. Yeah.